cho được em gái của tôi, nấu cho một món ăn ngon. Nhà này cho ba nấm rồi nhá. Nó bị hết đó, nước rồi hả? Bị đổ nước rồi. Canh nhưng không có nước để tôi mở canh nấm không hợp nó có gì. Em nấu bao nhiêu lâu đây? Nấu 2 tiếng, tại vì chị nấu nhiều món á. Nghe hả? Bất ngờ thì nhà luôn. Nhiều công đoạn. Có cơm với lại trời ơi, em gái tôi chăm sóc chỗ cơm nè. Nhưng mà hơi cái hộp cơm hơi cúng nha. Nhìn không cơm phải. Cơm cơm sống thì sao á? Đậm cho một phát rồi. Có biết nấu cơm không? Làm sao mà cơm sống được thì làm sao ấy nhở? Tới công chị cho dưa quá. Ăn xong rồi để lại hộp, ngày mai kia em quay em nấu cho anh nhá. Mai kia em qua đây nấu cho chị ăn nữa hả? Ờ vậy? Mai chị đi rehearsal rồi. Ý là hôm nào mới quay chị em lên. Sao hôm nay em đi đâu mà em lên đây vậy? Thì em lên thăm chị. À lên thăm chị hả? Trời em trúng thương tôi quá à. Xin lỗi. Ăn cơm đi. Lâu lắm vậy đi chứ. Giờ em hơi bao tử á, em muốn món này có cay không? Ờ em có bọt ít ớt. Ít ớt đây, nhưng mà nhớ để lại hộp cho người ta nhá. Chỉ có một hộp này thôi đấy. Ủa chị nữa hôm em mang lên hai hộp thì một hộp cho em. À hôm nay em lên là em phụ dưỡng chị đúng không? Ừ em làm chị bất ngờ quá à. Xúc động không? Bất ngờ quá à, xúc động luôn. Xúc động quá, đừng khóc nhá. Cái này ngồi cô đơn lắm. Cho em mượn tờ giấy em chấm nước mắt nè. Tại vì ở trong kia có ăn hết không được. Anh nào ấy nhở? À đâu, tên chị đẹp đó. Chị nào ấy?